Đây là một chiếc xe mà đã làm nên tên tuổi của biết bao nhiêu đại gia Việt Nam. Và những người đi dòng xe này thì khi bước xuống người ta sẽ biết là những đại gia ngầm. Đây là mẫu xe Camry và nó sẽ có sự đặc biệt hơn, chính là từ năm 2022 trở đi thì Toyota Việt Nam đã bổ sung vào dòng xe Camry này một phân khúc, chính là Camry phiên bản Hybrid, sử dụng kết hợp giữa động cơ xăng và động cơ điện mà các dòng xe xăng hiện tại cũng chưa sở hữu những công nghệ này. Thì với chiếc Camry phiên bản Hybrid này thì anh chị cần bỏ ra 1.503.000.000 cho phiên bản 1.1 tay đứng cạnh em đây. Và đặc biệt hơn là khi khách hàng mua xe tại đại lý Toyota Đắk Lắk vào thời điểm tháng 11 này thì sẽ được tặng một gói trước bạ lên tới 100% lệ phí, tương đương là 150.000.000, một con số cực kỳ là hấp dẫn cho anh chị em. Đây là mẫu xe nhập thái hoàn toàn nguyên chiếc và sử dụng công nghệ khung gầm TNGA, có gói an toàn Toyota Safety Sense, phanh tay điện tử cũng như là các công nghệ an toàn khác. Thì anh chị em nào đang có nhu cầu muốn tìm hiểu những phân khúc sedan hạng sang như là C180 hoặc là phiên bản cao cấp của các mẫu xe sang khác thì có thể tham khảo mẫu xe Camry phiên bản Hybrid này. Và những anh chị nào đang có nhu cầu quan tâm cũng như là đang muốn sở hữu mẫu xe cho gia đình vào cuối năm này thì có thể ghé tại đại lý Toyota Đắk Lắk, địa chỉ 167 Nguyễn Thái Bình, ngay gần sân bay Buôn Ma Thuột, và em toàn số hotline 0907051539. Rất là hân hạnh đón tiếp và hỗ trợ anh chị em có thể nhận xe sớm nhất. Và mọi thông tin cũng như là thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với em toàn nhé.